Chào bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn cho bạn cách để đội khối bất kỳ lên đầu trong Minecraft. Cách này khá đơn giản, bạn chỉ cần một lệnh, cũng khá đơn giản. Và lệnh đó mình sẽ để dưới description, và đây là lệnh trong tab cần. Các bạn nếu đã để a cộng p ở chat, nó sẽ chỉ về chính bạn. Hoặc là các bạn có thể để a cộng p ở trong command block, nó sẽ chỉ về người chơi gần nhất. Khá là hay cho mấy bạn làm map. Các bạn ghi a cộng a để chỉ tất cả mọi người, hoặc a cộng r chỉ về người chơi bất kỳ random, tùy máy chọn thôi. Và bạn có thể thay thành tên bạn, tên ai cũng được, và bạn thay block này bằng một khối mà muốn đổi lên đầu. Mình sẽ ghi thử, chết, mình đang đổi sẵn TNT mà, mình sẽ ghi thử khối kính. Có thể hoạt động với một số đồ đặc biệt, mình sẽ thử với cái banner đó. Bọn mình được đổi một cái cờ logic, và lệnh đó khá đơn giản. Mình còn một lệnh nữa là lệnh đổi một đầu người chơi lên đầu, phải logic. Và lệnh thì cũng khá đơn giản. Đây là lệnh mình sẽ để dưới description. Các bạn thay spawn owner này bằng tên người chơi bạn muốn đổi lên đầu. Mình sẽ ghi thử to miss bằng bạn mình mà đủ mã và kích hoạt thử. Và mình đang đội đầu của Dumish. Và các bạn có thể sử dụng lệnh để lấy đầu một skin nhân vật. Mình sẽ để link dưới description. Mình thực sự mình làm video đó rồi. Và đơn giản, nếu bạn thích thì hãy like, share và subscribe để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo. Yeah.